Hôm nay thao chim cu gáy cơ sở tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngoài miền Bắc, sẽ giới thiệu với tất cả các bác anh chị em và bà con những ai yêu thích con chim cu gáy và con chim đa đa. Thì cái clip này mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm là mẫu lồng chim đa đa được các bác ở dân tộc Mường đan rất là kỹ. Số điện thoại để các bạn tiện giao dịch mua là cái mẫu lồng này là 0163 5305 982. Mình tên là Thao, các bạn có thể chuyển khoản trước, mình sẽ ưu tiên các bạn chuyển khoản thì mình sẽ giảm giá. Để chuyển khoản thì các bạn chuyển vào số điện thoại, số tài khoản 2210 205 156 681. Anh à, khách lồng đi. Đây, anh đây. Khách đi. Khách đi. Không một sáu ba năm ba không năm chín tám hai. Mẫu lồng mà thằng cu con dai đang sách này là 700 một cái mẫu lồng đấy. Tương ứng với cái mẫu lồng xanh xanh này cũng vậy thôi. Các bạn dùng con đa rất là đẹp. Cái lồng đẹp nữa. Dơ lên. Xin chào đây. Xin chào. Không sao con chim đa đa, đúng rồi. Okay. Đây là lúa ngâm để cho chim cu gáy đẻ và chim đa đa sinh sản ăn. Đấy, các bạn nhìn cho nó còn rõ nha. Đó, lúa ngâm. Lúa ngâm. Ok. Các bạn ngâm lúa này, dinh dưỡng của trong hạt lúa rất là tốt. Ok.
Xin chào tất cả các em trên diễn đàn chim cu gáy và chim đa đa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu lồng mới để xin tặng những anh em chơi chim đa đa. Thì giới thiệu với anh em là cái mẫu lồng như cái clip vừa rồi á, thì cũng rất là bán chạy. Và mình bán giao hàng toàn quốc, cũng như là khi nhận hàng thì các bạn mới trả tiền qua cái hệ thống chuyển phát nhanh của Viettel. Thì trên đây là các bạn có thể thấy là cái mẫu lồng này thì mình xin giới thiệu qua như sau. Đó, thì cái mẫu lồng này thì là nó thoáng hơn, nó rộng hơn. Và người nghệ nhân làm ra cái lồng này thì rất là khéo tay. Đây, thì đây là mình sẽ giới thiệu qua. Đây là cái phần phần đỉnh từ trên xuống. Thì được đây là chất liệu thì là được đan bằng cái cật tre, tre già và được hơ lửa, được uốn vòm để làm cái tay sách như thế này. Đó. Thì cái lồng này thì các bạn phù hợp với những con đa đa đã thuần rồi, bởi vì nó rất thoáng và nó được cải biên qua nhiều cái mẫu lồng khác. Thì cái số điện thoại liên hệ để các bạn tiện giao dịch đặt hàng cái mẫu lồng này là cái số điện thoại là 0163 5305 982 ở cái trại chim cu gáy và chim đa đa sinh sản thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì cái mẫu lồng này được bà con dân tộc họ đi lấy những cái cây giang, cây tre ở trên núi và người ta về người ta phơi các bếp và người ta làm rất là khéo tay. Thì các bạn có thể thấy là cái mẫu lồng này thì ưu điểm của nó là rất là đẹp, cái dáng, cái độ bầu của nó rất là đẹp. Các bạn nhìn độ bầu rất là đẹp. Nếu như có một con đa đa thuần chủng như con đa đa này chẳng hạn, thì quý vị các bạn có thể cho vào rất là đẹp. Đấy, cái lồng này theo cái lồng cổ của bà con ngày xưa thì bây giờ đã được thay. Cái kích thước của cái lồng này thì nó to như cái to hơn cái ấm ủ một tí, cái độ vòm của nó đây. Và giới thiệu với các bạn đáy này thì được bằng mẹt, bằng tre đất và buộc bằng thép trắng không gì. Và tiếp theo thì cái phần đáy của nó thì rất là đẹp. Anh em có thể thấy là người nghệ nhân ở đây đan, họ đã đan hình ô cờ, thỉnh thoảng họ lại điểm những cái lan xanh che cật. Và cái chân này thì cũng rất là chắc chắn. Chân này thì các bạn có thể thấy là người ta để một cái chỗ cái đốt tre, mấu tre đây và người ta chặt khuyết đây, thì khi cái trọng lực của cái này nó dồn vào đây thì nó rất cân đối. Thì ở đây thì là có ba chân. Thế thì còn giới thiệu tiếp là các lan như thế này. Đây thì nó đã chạy thẳng xuống đây. Và cái này thì được điểm bằng những cái xương to như này. Thì cái này mình gọi là đan hai lớp, rất là khó đan. Đó. Thì cái giá khởi điểm cho cái mẫu lồng này á, thì các bạn là nên nhớ là cái giá của cái lồng này là 700.000, chưa bao gồm cái tiền ship. Tất nhiên là cái tiền ship thì không đáng là bao nhiêu. Nếu như các bạn chuyển Bắc Nam hoặc chuyển xa thì cái tiền ship vừa rồi mình chuyển Gia Lai các thứ cũng chỉ mất có 50 tiền ship thôi. Tại vì hệ thống Viettel họ tính theo cân và họ chuyển rất là chuyên nghiệp, rất là đảm bảo. Đó. Hệ thống chuyển phát nhanh nhé. Thì mình sẽ quay vào bên trong một chút để cho anh em biết là cái mẫu lồng này rất là đẹp.
mở cửa ra. Đó. Mình đã mở cửa xong. Thì đây là cái cật để mà làm cửa. Thì khi các bạn cho đa vào, cho nó ra, các bạn rút cái này lên và đóng vào để các bạn đóng xuống. Thế thì cái mẫu này thì đây là cái bên trong. Mình sẽ cho ở bên trong. Các bạn có thể thấy là rất là gì? Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Đây là mình quay từ bên trong quay ra. Thì đó là bằng cái đáy bằng mẹt cạp bằng thép trắng. Không gì, rất là bền. Và từ bên trong lên thì các bạn thấy là lan trên phần trên này rất là thưa. Đó. Thì ở đây thì mình muốn nói là cái thú chơi chinchilla thì nó là mãi mãi. Thế nhưng mà khi mà có một con chim hay mà lại có một cái lồng rất là hấp dẫn thì các bạn mới thấy được cái thú chơi nó thật kỳ là tuyệt vời. Mình sẽ chụp một chút. Đóng cửa nó vào. Đó, ok. Đã đóng xong. Thì mình sẽ chụp cái mẫu lồng này. Tổng thể. Ok. Anh em yên tâm là cái mẫu lồng này là được thiết kế bởi những cái các bác, các cụ ở dân tộc Mường. Họ rất là khéo tay và tỉ mỉ. Đó, mình đặt vấn đề là họ làm rất là cẩn thận. Mỗi một cái này họ làm thường là khoảng nếu mà làm một mình một cái chuyên sâu thì cũng phải mất khoảng 2 ngày. Đấy là công. Còn nếu như mà không làm quen thì như anh em mình làm vài ngày chưa chắc đã xong. Rất là khéo tay. Đó, đây cái nước đan thì rất là khéo tay. Đó. Đó, mình xin nhắc lại một lần nữa. Nếu anh em nào có nhu cầu thì bên mình sẽ ship hàng cho anh em qua cái hệ thống của chuyển phát nhanh của Viettel. Cái số điện thoại của bên tổng đài chim cu gáy và chim đa của bên mình là 01 63 53 05 982. Và cái số thứ hai là cái số 0989177982. Thì anh em đặt hàng thì bên mình sẽ có hai hình thức. Một là các bạn chuyển khoản trước cho bên mình. Mình hứa là giao hàng đúng theo cái tiêu chuẩn. Bởi vì mình muốn làm ăn dài dài với anh em chơi thích chim gáy và chim đa đa. Nên nếu như anh em nào chuyển khoản thì sẽ được ưu ái hơn về giá thành. Còn nếu như mà giao hàng qua cái hệ thống Viettel thì bên mình phải xác minh rõ ràng thì bên mình mới chuyển hàng. Đó, thì đây là cái tay cầm rất là độ uốn rất là khéo. Thì cái phần lồng này nó gần như là toàn bằng cật tre và được hong khô, phơi khô rồi rất là đẹp. Đây là những cái tư thế uốn éo trông như là một cái vòm. Đó, cái độ chắc chắn của nó rất là chắc chắn. Và chơi nếu như cái này các bạn về các bạn cho gác bếp một thời gian, hoặc là các bạn quăng cái màu nó ngà ngà cánh gián đi một chút, nó vẫn để lại một cái màu tre. Thì nếu để mộc cái này rất là đẹp. Nếu để mộc này theo cái cá nhân của mình rất là đẹp. Đó, thì Zalo mình có thể gửi cho các bạn ảnh theo cái mẫu như này. Zalo của mình là Zalo chim cu gáy hay, và cái số điện thoại để đăng ký Zalo là số điện thoại 01 63 53 05 982. Hy vọng rằng sẽ đóng góp một cái màu sắc vào trong cái bộ sưu tập lồng của về chơi chim đa đa của mình.
và các bạn yên tâm là các bạn sẽ đón nhận được những cái sản phẩm chính hãng, sản phẩm đảm bảo chất lượng. Số tài khoản để tiện cho cái việc giao dịch là cái số là 2210205156681, chủ tài khoản Vũ Văn Thao và tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì. Thì bên mình thì là một cơ sở có cái việc giao dịch qua mạng rất là lớn và rất là uy tín. Các bác, các anh chị em nếu chơi chim cu gáy mà chơi đa đa giống, đa đa sinh sản, đa đa mồi, đa đa khách thì các bạn yên tâm là sẽ có được những cái con đa đa cũng như cái bộ lồng rất là ưng ý. Chim đã hay, lồng đã đẹp thì chúng ta xách con chim này đi, để nó vào một cái chậu chậu nhôm ở đáy đây, mang ngồi lên ô tô đi uống cà phê, trông cái lồng rất là thoáng, đúng không ạ? Trông nó thoáng và nó cái độ độ cong, độ uốn cong bầu bĩnh của nó rất là tốt. Thì trên đây là cái clip này mình đăng lên, hy vọng rằng cũng sẽ góp phần tô điểm cho cái màu sắc của cái lồng đa đa. Thế thì nếu như cái clip của mình mà hấp dẫn thì các bạn có thể comment hoặc là like. Ở đây là cái mẫu lồng cổ, nó có cái đai như thế này để nó chen vào cái phần khuyết, để nó phục vụ cho cái trường hợp là mang đa đa mồi hoặc là mang đa đa úm đa đa để cho nó có độ thoáng. Thì còn cái mẫu lồng như thế này thì theo mình là mẫu lồng lý tưởng nhất, đẹp nhất. Hiện nay ở cái nhu cầu anh em chơi ở miền Tây và miền Nam, các tỉnh phía Nam ấy, chơi đa đa rất là nhiều. Cái xu thế chơi đa đa rất là nhiều bởi vì cái giống này nó cũng có cái khả năng cạn kiệt ít dần. Thì hy vọng rằng là các bạn có sẽ sớm gọi cho tổng đài bên mình. Nào, con đứng ra kia, con xách ra kia để có chụp ảnh. Nào, nha, đứng ra đây. Không. Đi ra. Bỏ cái kia xuống. Túm hai cái này vào dơ lên. Túm, cầm hai tay dơ cao lên. Thế, túm vào. Yên yên nhá. Yên nhá. Ok, cảm ơn. Đây là một em. Rồi, ok. Con đi vào đi. Cảm ơn con gái. Ok. Thì tên để bố thực hiện cảnh quay đó con. Mình xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại liên hệ là 0163 530 5982. Quý vị sẽ sớm liên lạc, mình sẽ ưu ái cho 5 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm giá.